Chào Nị, hôm nay cô biết đến một người nghệ sĩ đường phố tên là MMM. Đây là một trong số những tác phẩm của chú này Nị. Chú sẽ cải tạo những ổ gà hay những cái lỗ hổng trên đường bằng cách tạo ra những bức tranh khảm nhiều màu sắc như vậy. Nhìn vậy thôi nha, chứ không dễ làm đâu. Tại gạch men thường người ta sẽ sản xuất theo một kích thước nhất định, nên để trám được vô mấy cái lỗ này thì mình cần phải cắt cái viên gạch bò theo đúng cái hình dáng của phần bị bể, nên rất kỳ công luôn. Tuy nhiên có một vấn đề mà cô chợt nghĩ, gạch này thường nó sẽ trơn hơn bình thường, nên khi mưa xuống nè, hoặc những lúc có tuyết thì người đi trên đường có thể bị trượt té. Không biết là chú nghệ sĩ này có phủ một cái lớp chống trượt lên bề mặt không. Nói vậy thôi chứ cô vẫn thừa nhận là mấy tác phẩm của chú này làm cái vỉa hè đẹp hơn hẳn. Và cô nghĩ đó cũng là một hướng đi cho mấy con đường nhiều ổ gà ở Việt Nam. Chỉ có điều là cần phải chú ý về vấn đề chống trượt hơn thôi. Còn Nị, Nị thấy như sao? Nị thấy như vậy đẹp hay là phủ nhựa đường như cũ đẹp hơn? Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.